Rồi em xin chào quý anh chị nha. Đó thì hôm nay mình bóc tay anh bón, giờ anh tới anh đậu mình nha anh chị. Mình đưa tiền nhanh này, có tài giấy số này, công tâm này, ngày 18/8/2024 nè. Đó à, 86-03-11. Đó anh chị mình xem nha. Đây tài giấy số 3 luôn em, 10 triệu em căng thẳng lắm, bỏ bô bì rồi căng thẳng. Rồi anh bóc một ta chỉ tổ một ta rồi hôm nay như vậy, ngày 18 nè, hôm nay 6/03/11 nè anh chị, hôm qua là 30 ta lần đó, 6/03/11 ngày 18/8/2024 đây, ngày 18/8/2024 nè anh chị ha, 6/03/11 đây, 6/03/11 anh bóc anh bón người ta trúng, bây giờ là anh là bón dây số rồi anh chơi dần hoặc karaoke nữa, chơi đám cưới đám họ nữa, anh chị mình ủng hộ anh. Rồi thì hôm qua là số là 30 tà, mà 30 tà mà anh bón được có một tà, còn 5 tà anh két, đêm nay tới két bỏ gửi công ty mất. Hôm qua là 30 tà nha chị, mỗi người là khoảng 5 tà đó đó. Rồi thì sáng em quay mấy tà giấy số đây cho anh chị mình xem. Đó, tiền nãy em cũng chung cho anh đầu, đưa cho anh đầu để anh đi xuống anh là anh bỏ tiền cho anh chung. Bây giờ anh lấy tiền lại, bây giờ anh về. Rồi. Giờ đi bón luôn nè ông Búp. Giờ đi bón trưa nè là về ngủ rồi hết đi. Dạ chung với bón giảng. À bón giảng với bụi tre à. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị cô bác luôn nha. Cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều. Đó thì em bón giấy số đậu 12 thông bình xã Tân Đông huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi, anh chị ngày xưa thường theo dõi thì biết. Ở quốc lộ 24B, đậu 12 thông bình. Đó, số điện thoại 0968634712. Đó. Đây anh chị. Chào mừng phát hành sổ số truyền thống cặp 3 nguyên cặp 30 vé giá trị trung thưởng, giá đặc biệt 6 tỷ nguyên cặp. Đó. À, 3 tỷ 350 triệu đồng. À, bắt đầu phát hành từ ngày 7/7/2024. Chúc quý khách hoàn gặp nhiều may mắn. Đó là cái công ty sổ số của Đắk Lắk tôi đưa nha chị. Ở đây nữa nè, hồi nãy gió quá em dán lên. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video sau nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.